Cân cảnh, 100 cái lắc đầu đầy đau đớn, Hoàng Văn Hưng kêu oan trong tuyệt vọng, cựu cục trưởng lặng lẽ đi cửa sau, mưu đồ chạy ám trung thân đã hiện rõ. Thưa quý vị, quá sừng sốt và nghẹn lòng khi nhìn lại toàn cảnh hơn 100 cái lắc đầu của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng khi bị tuyên án trung thân khiến nhiều người lo ngại về tính minh bạch của phiên tòa. Đáng nói, Dư luận thắc mắc tại sao bị cáo Hưng lại lắc đầu nhiều đến như vậy. Mỗi lần tòa gọi tên là anh lại lắc đầu từ 7 đến 10 cái. Mặt cuối gằm xuống đất, vừa thở dài vừa lắc đầu. Hành động này đang nói đến điều gì? Có người cho rằng đây là sự bất lực tuyệt vọng trước thời cuộc khi chiếc vali chứa 450.000 đô la chưa được làm sáng tỏ nhưng vẫn thẳng thừng vội vàng kết tội. Có ý kiến cho rằng bị cáo Hưng cay đắng vì đã bị tổ chức thẳng tay gạch tên ngay phút cuối Mặc dù Công hội cùng thuyền đang nắm giữ trong tay những bí mật khủng khiếp của đường dây chạy án từ trung ương đến địa phương, nhưng tại sao chỉ trong một đêm bị cáo Hưng đã ngoan ngoãn, không hề lớn tiếng, phân bua như những ngày trước đó? Lẽ nào đây là một thương vụ bí mật hợp tác giữa đôi bên để đổi lại sự an toàn cho những người xung quanh? Bởi nếu kháng cáo và làm đến cùng, thì tại sao kiểu điều tra Hoàng Văn Hưng không khắc phục và trả lại 800.000 đô la để được miết án kịch khung? Trong những vị quan tham, đang gấp rút vay mượn xin sỏ tìm đủ cách để nộp lại mong được giảm án thì hưng vẫn khăng khăng ôm chắc số tiền gần 20 tỷ đồng kia nhiều phân tích chỉ ra hưng bị tổ chức gài vào lưới pháp luật bởi chiếc vali bí ẩn và muốn dùng chiêu này để mịt kín đường điều tra của phía bộ công an cũng có khả năng cho rằng bị cáo hưng không nhận tiền thì làm gì có tài sản để mà khắc phục và trả lại cho nhà nước đáng nói mặc dù bố án trung thân được tuyên ra song thị trường chạy án đã bắt đầu trở lại vạch xuất phát khi có nhiều tin đồn lên tiếng hai trong bốn nhân vật sẽ kháng cáo và nhận án nhẹ tênh. Trung hợp khi mới đây, có thông tin kiều Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan có khả năng giảm sạch án kỳ khung khi chỉ mới nộp khắc phục được 1,2 tỷ đồng trong tổng số hơn 25 tỷ nhận hối lộ, mặc dù đã nhét túi tổng cộng 32 lần. Hiện nay, rất nhiều người đang theo dõi chờ đợi 15 ngày kháng cáo. Bị cáo Hưng sẽ lật ngược lại được tình thế phá hưởng một bản án đúng người đúng tội. Án trung thân quả thực quá nặng và đây có thể là hình thức đe, cảnh tỉnh làm gương từ phiếu hội đồng xét xử. Diễn biến mới nhất vụ việc này là gì, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn sơ thẩm đã khép lại vào tối ngày 28 tháng 7, sau 18 ngày xét xử. Đối với số tiền mà hai lãnh đạo công ty Blue Sky thông qua cựu phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đưa cho Hoàng Văn Hưng nhờ chạy án, tòa nhận định đây là mục đích đưa hối lộ, thực hiện giao dịch trái pháp luật. Vì vậy, tòa yêu cầu truy thu số tiền 800.000 USD, tương đương 18,8 tỷ mà bị cáo Hưng đã chiếm đoạt để xung công quỹ nhà nước. Tuy nhiên, việc truy thu sẽ được tiến hành ra sao và bằng cách nào khi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vẫn không chịu nộp lại số tiền trên. Quan trọng hơn, lý do gì đã khiến Hoàng Văn Hưng không chịu nộp lại số tiền đã chiếm đoạt trên? Liên quan đến vấn đề này, có nhiều ý kiến cho rằng bản thân bị cáo Hoàng Văn Hưng vốn là điều tra viên cao cấp, có trình độ kinh nghiệm và quan trọng hơn Hưng đã có ý thức chủ động quanh co chối tội từ khi bị bắt tạm giam. Quá trình hỏi cung, Hưng khai báo nhỏ giọt, thiếu thành khẩn khiến công tác điều tra của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia tội phạm học, trong quá trình điều tra xét xử, bị cáo Hưng liên tục kêu oan, không thừa nhận tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính vì thế, nếu nộp khắc phục số tiền hơn bị cáo buộc chiếm đoạt là 800.000 USD, sẽ bộc lộ sự thiếu logic trong toàn bộ diễn biến tâm lý, muốn phủ nhận hành vi phạm tội của bị cáo. Hưng sẽ cố gắng bảo vệ quan điểm tự bảo chữa bị oan đến cùng và sẽ tìm mọi cách để chứng minh mình vô tội, trong đó có cả việc xúc phạm cơ quan công tố. Cụ thể ý, Hoàng Phát Hưng cho rằng cơ quan điều tra việc khởi tố mang tính định kiến, nóng hổi, tùy tiện, liều lĩnh, coi thường bộ luật tố tụng hình sự, tư tưởng bắt giam là sẽ ra tội. Mặc dù cùng cơ quan nhưng không được giải trình trước khi bị khởi tố, sau khi khởi tố hơn 2 tháng, không có hoạt động hỏi cung. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát đã phản bác. Trước khi khởi tố, cơ quan điều tra viện kiểm sát đã phối hợp ghi lời khai bị cáo vào các ngày mùng 5 tháng 1 và mùng 6 tháng 1 năm 2023 để bị cáo có cơ hội trình bày. Bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, sau đó khi bị khởi tố bắt tạm giam từ ngày 11 tháng 2 năm 2023, điều tra viên liên tục hỏi cung bị can 8 lần, tiến hành đối chất 2 lần vào các ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2023. Khi Tống Đạt quyết định khởi tố bị can, Hưng có ý kiến không lừa đảo chiếm đặt tài sản, luôn kêu oan để đảm bảo chặt chẽ cho quá trình ghi lời khai, kiểm soát viên đã tham gia hỏi cung trong 3 ngày liên tiếp, tham gia hai buổi đối chất. Ngoài ra, trong giai đoạn truy tố kiểm soát viên đã tiến hành phúc cung đối với bị can, những việc làm này được thể hiện trong hồ sơ vụ án. Việc bảo vệ ý niệm bị oan sai, Hoàng Văn Hưng còn thể hiện trong bản đối đáp với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, khi Hưng cho rằng ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày đã đưa toàn bộ số tiền 1,45 triệu USD cho Hưng. Nhưng kết luận điều tra và cáo trạng cáo bộ Hưng nhận 800.000 USD, như vậy ông Tuấn đã mất đi một số tiền rất lớn. Hay nói cách khác, ông Tuấn phải chịu trách nhiệm với số tiền rất lớn đó. Vậy tại sao ông Tuấn phải tâm phục khẩu phục? Trong khi đó đúng ra ông Tuấn phải kêu oan. Hưng đặt câu hỏi và cho biết điều này chứng minh rằng bị cáo Tuấn chỉ được chứ không mất gì trong vụ án. Đồng thời Hưng yêu cầu xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn. Ngoài ra Hưng cũng tố cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng có dấu hiệu tổ che giấu tội phạm đối với bị cáo Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty Blue Sky. Từ quan điểm đối đáp trên có thể thấy rằng nếu Hưng không kêu oan và chịu nộp lại số tiền 800.000 USD thì đồng nghĩa với việc anh ta thừa nhận hành vi phạm tội. Chính vì thế cho đến tập cuối, Hưng vẫn một mực kêu oan, đồng thời cố tình đánh cháo khái niệm, lái sự chú ý của dư luận sang hướng gắn thêm tội cho các bị cáo khác. Liên quan đến việc xử lý số tiền 800.000 USD mà bị cáo Hoàng Văn Hưng chiếm đoạt, theo luật sư, trường hợp bị cáo Hưng kêu oan, tuy nhiên tòa xác định rằng chứng cứ đã được làm rõ, đủ căn cứ để kết tội, thì tòa buộc phải giải quyết vấn đề về hình phạt và phần trách nhiệm dân sự. Như vậy nếu tòa xác định Hoàng Văn Hưng nhận số tiền 800.000 USD thì đồng thời tòa xác định trách nhiệm dân sự và buộc Hưng phải hoàn trả số tài sản do phạm tội mà có. Trường hợp bị cáo không có tiền để nộp thì tòa sẽ kê biên phong tỏa tài sản của bị cáo nhằm đảm bảo việc thi hành án. Ngoài ra nếu bị cáo không nộp và không kê biên, niêm phong được tài sản thì phần dân sự sẽ treo ở đó và bị cáo sẽ không được xóa an tích, thậm chí khó có cơ hội để được xem xét giảm án trong quá trình thụ án. Cụ án chuyến bay giải cứu tạm khép lại với bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Một trong những điều khiến dư luận tỏ ra đông tình là tòa đã tuyên đến 4 án trung thân, trong đó có 3 trường hợp tòa tuyên án nghiêm khắc hơn với mức viện kiểm sát đề nghị. Với bị cáo Hoàng Văn Hưng, căn cứ vào các lời khai, mang tính khách quan của lời khai, dữ liệu của gọi, trích xuất camera, thái độ khai báo của bị cáo, tòa khẳng định có cơ sở xác định bị cáo Hưng đã nhận một lần 350.000 USD và một lần 450.000 USD trong chiếc cặp khóa số màu đen. Tòa cho rằng bị cáo Nguyên là điều tra viên cao cấp, am hiểu pháp luật nhưng lợi dụng chức vụ quyền hạn lừa đảo số tiền rất lớn, bị cáo không thành khẩn, không ăn năn hối cải, hậu quả vụ án chưa được khắc phục. Vì vậy tòa tuyên mức án trung thân cao hơn mức án đề nghị 19 đến 20 năm tù của viện kiểm sát. Riêng đối với bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế là người đã nhận hối lộ 253 lần, số tiền 42,6 tỷ đồng và bị viện kiểm sát đề nghị mức án sửa cột. Tòa cho rằng căn cứ vào hành vi nhận hối lộ, thủ đoạn cách thức thực hiện thái độ khai báo của bị cáo Kiên, mức hình phạt dựa cột, viên kiểm sát đề nghị là tương xứng với mức độ phạm tội. Tuy nhiên trong quá trình truy tố xét xử, bị cáo thay đổi lời khai, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Giai đoạn phiên tòa bị cáo tác động gia đình khắc phục hơn 42 tỷ đồng, cộng với một số tình tiết giảm nhẹ khác, tòa xét thấy không cần thiết và áp dụng hình phạt dựa cột và tuyên phạt bị cáo mức án trung thân. Tăng lương cơ sở khó ngăn bác sĩ, giáo viên bỏ việc. Thưa quý vị và các bạn, lẽ thường muốn chữa được bệnh thì cần phải khám và chẩn đúng bệnh, từ đó mới có thể đưa ra phác đồ điều trị hợp lý. Trong câu chuyện cán bộ, công chức viên chức nghỉ việc hàng loạt, trong đó có ngành giáo dục, y tế chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Nhiều người đang xem lương như là nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng chảy máu nhân lực. Tôi cho rằng chúng ta cần nhìn rõ hơn về nguyên nhân chính xác của vấn đề này. Trong gần 40.000 người trong khu vực công nghỉ việc đợt này, nhiều nhất là lĩnh vực giáo dục, 16.400 người, đa số là giáo viên mầm non, Tiếp sau là y tế, 12.200 người, đa số người nghỉ việc có độ tuổi dưới 40, trong đó nhân lực hai ngành này lại thuộc nhóm khó tuyển dù vô cùng cần thiết cho xã hội. Vậy nhóm cần chữa bệnh ở đây là nhân viên y tế giáo dục và một bộ phận công chức có tuổi đời trẻ dưới 40, hệ số lương thấp. Việc tăng lương cơ sở đồng loạt không giúp cho nhiều cán bộ công chức trên bởi vì họ có hệ số lương thấp, khi lương cơ sở tăng thì mức nhận cũng không có nhiều chuyển biến. Muốn bắt đúng bệnh, chúng ta phải tăng lương cho nhóm cán bộ cơ sở lương thấp đó mới là giải pháp cần thiết và phù hợp trong ngắn hạn đồng thời với những khó khăn về môi trường làm việc như đánh giá không đúng hiệu quả công việc bổ nhiệm khen thưởng quy hoạch cán bộ chưa dựa trên năng lực công việc khả năng được học hành đào tạo thêm còn gắn với quy hoạch việc áp dụng các giải pháp cải thiện môi trường làm việc từ khối doanh nghiệp là hợp lý nhất như đánh giá bằng kpi trên cơ sở đánh giá năng lực làm việc để khen thưởng quy hoạch đào tạo bổ nhiệm ngoài ra chúng ta có thể áp dụng công nghệ công khai minh bạch hiệu suất làm việc của từng cán bộ trên một website chung để nhân dân giám sát việc này cũng khả thi về mặt kỹ thuật đối với đầu vào không nên thi tuyển công chức viên chức riêng lẻ như hiện nay bởi khó quản lý chất lượng lại không minh bạch chúng ta có thể học hỏi các quốc gia có nền hành chính phát triển như nhật bản hàn quốc họ tổ chức thi tuyển chung toàn quốc công khai minh bạch rất hiệu quả đồng thời cũng cần giảm thiểu tình trạng con ông cháu cha lợi dụng quen biết để tiến thần Tôi cho rằng những điều trên mới là thứ cần thiết làm ngay lúc này để kiến tạo một nền công vụ chuyên nghiệp, làm nền tảng cho đất nước phát triển.